Kính chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô sẽ trình bày về các nội dung chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ sắp đến. Bài kiểm tra giữa kỳ sẽ thực hiện vào tuần chính. Với các nội dung như sau. Thứ nhất, chủ đề đồ dùng loại điện nhiệt, bàn là điện. Đối với chủ đề này cần nhớ các vấn đề như sau. Đầu tiên là khi sử dụng bàn là điện cần lưu ý gì? Có 5 lưu ý. Thứ nhất là sử dụng đúng điện áp. Thứ hai là khi đóng điện không để trực tiếp đế bàn là xuống bàn hoặc để lâu trên quần áo. Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng loại vải, giữ gìn mặt đế bàn là sạch và nhẵn. Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng loại vải. 5 ý tất cả. Tiếp theo là giải thích các số liệu ghi trên bàn là. Bàn là ghi trên là 220 và 1000W thì số liệu này có ý nghĩa gì? 220V là điện áp định mức, 1000W là công suất định mức. Tiếp theo, yêu cầu của dây đốt nóng có các yêu cầu. Thứ nhất, dây đốt nóng phải được làm vật liệu từ vật liệu dẫn điện có điện trở rất lớn. Yêu cầu thứ hai là chịu được nhiệt độ cao. Và dây niken rôm thường dùng làm dây đốt nóng của bếp điện và bàn là điện. Bài thứ hai là bài 44 đồ dùng loại điện cơ, quạt điện. Đối với đồ dùng loại điện cơ thì năng lượng đầu vào của nó là điện năng, năng lượng đầu ra là cơ năng. Đây là loại đồ dùng biến đổi điện năng thành cơ năng. Và các loại, kể tên một số đồ dùng thuộc loại điện cơ. Đối với đồ dùng loại điện cơ thì nó sẽ cần có một cái động cơ điện. Cần có động cơ điện một pha để biến đổi điện năng thành cơ năng. Và một số đồ dùng thuộc nhóm điện cơ, ví dụ như là quạt điện, máy bơm nước, máy đánh trứng, máy xay sinh tố, máy giặt, máy hút bụi. Thì những loại máy móc này muốn hoạt động được, bên trong nó cần có một cái động cơ điện. Số liệu kỹ thuật của động cơ điện một pha có hai đại lượng, đó là điện áp định mức là 127V, 220V, công suất định mức từ 20W đến 300W. Và cấu tạo của động cơ điện một pha thì có hai phần, đó là phần đứng yên và phần quay. Phần đứng yên là phần xoa to. Cấu tạo gồm có hai bộ phận là lõi thép và dây quấn. Lõi thép được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện ghép lại, công dụng là để dẫn từ. Dây quấn thì được làm bằng dây điện từ mà được quấn bên trong lõi thép và được cách điện với lõi thép. Đối với rotor, cấu tạo của rotor là phần quay cũng có cấu tạo gồm có lõi thép và dây quấn. Bài 46 máy biến áp một pha. Đối với công dụng của máy biến áp một pha đó là biến đổi điện áp. Biến đổi ở đây có hai trường hợp là tăng áp hoặc là giảm áp. Nếu làm tăng tăng điện áp lên so với điện áp U1, điện áp ban đầu thì là máy biến áp tăng áp. Còn điện áp đầu ra mà nhỏ hơn điện áp đầu vào U1 thì nó là máy biến áp giảm áp. Nếu trường hợp em có người thân ở nước ngoài về gửi cho em một cái đồ dùng điện mà có điện áp là 127V thì làm sao con sử dụng được cái đồ dùng điện này? Và chúng ta sử dụng thêm một cái máy biến áp. Và cái chuôi cắm điện của cái đồ dùng điện 127V chúng ta sẽ cắm vào điện áp đầu ra của máy biến áp. À, chuôi cắm điện của máy biến áp thì phải được cắm vào ổ cắm điện của nhà mình. Thì điện áp đầu vào của máy biến áp sẽ là 220V. Cấu tạo máy biến áp một pha. Cấu tạo máy biến áp gồm có hai phần, đó là lõi thép và dây quấn. Lõi thép được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện ghép lại, công dụng của lõi thép là để dẫn từ. Còn đối với dây quấn là được làm bằng dây điện từ quấn quanh lõi thép. Có hai cuộn dây quấn. Dây quấn sơ cấp sẽ nối với nguồn điện áp đầu vào U1. U1 thường có giá trị là 220, số vòng dây ký hiệu là N1. Còn dây quấn thứ cấp nối với nguồn điện áp đầu ra U2 có số vòng dây là N2. Bài 49 tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. Công thức tính điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện A bằng B nhân T. A là điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, đơn vị là watt nhân giờ.
B là công suất, đơn vị là watt, T là thời gian sử dụng đồ dùng điện, đơn vị là giờ. Cái công thức đơn vị của A chính là bằng đơn vị của công suất nhân cho thời gian nè, watt nhân giờ. Bài 50, đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà. Với các nội dung, thứ nhất là đặc điểm của mạng điện trong nhà có các đặc điểm sau. Đầu tiên là điện áp của mạng điện trong nhà là 220V. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà đa dạng, công suất của các đồ dùng điện thì khác nhau. Đặc điểm thứ ba là sự phù hợp điện áp của thiết bị điện, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện trong nhà. Thông thường thì điện áp của đồ dùng điện sẽ bằng với điện áp của mạng điện trong nhà, thì công suất của đồ dùng điện đạt được mức tối đa. Ví dụ như bàn là điện, nồi cơm điện, bếp điện thì thông thường điện áp của nó sẽ là 220. Còn riêng đối với các thiết bị điện thì điện áp của nó thông thường sẽ lớn hơn điện áp của mạng điện để đảm bảo an toàn điện. Cô ví dụ như là phích cắm điện, ổ cắm điện thì nó là thiết bị điện. Thông thường điện áp của nó, thông thường trên giá trị của nó sẽ ghi là điện áp và dòng điện định mức. Và thông thường điện áp sẽ lớn hơn điện áp của mạng điện trong nhà để đảm bảo an toàn điện. Thứ hai, yêu cầu của mạng điện trong nhà. Có các yêu cầu, có 4 yêu cầu. Thứ nhất là đảm bảo cung cấp đủ điện và dự phòng khi cần thiết, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và ngôi nhà, dễ dàng kiểm tra và sửa chữa, sử dụng thuận tiện, bền chắc. Nội dung cấu tạo của mạng điện trong nhà có 4 nội dung. Cấu tạo gồm có công tơ điện, dùng để đo điện năng tiêu thụ. Tiếp theo là đồ dùng điện. Thứ ba là dây dẫn điện, dùng để truyền tải điện năng đến đồ dùng điện. Và cuối cùng là các thiết bị điện, thiết bị đóng cắt. Đóng cắt thì có là công tắc, cầu dao. Thiết bị bảo vệ thì có cầu chì, áp tô mát. Thiết bị lấy điện thì có ổ điện và phích cắm điện. Vừa rồi đó là tất cả các nội dung mà có trong bài kiểm tra giữa kỳ sắp đến. Bao gồm có 4 bài thôi ha. Mong là các em sẽ làm bài đạt điểm cao. Chúc các em đạt điểm cao ở bài kiểm tra sắp đến. Chào các em.